Ôi, bà ngoan chê, bà bảo mẹ ngoan chê, bà bảo mẹ ngoan chê, bà mẹ ngoan chê, bà mẹ ngoan chê, bà đi in cho chị ban. Ôi, muốn bật giấy đã đời thế, đỡ ngứa lắm, nó cố cố cái bàn tay là đỡ ngứa lắm. Hai đứa đói chưa? Đói chưa để mẹ đi nấu gì cho hai đứa ăn nhỉ? Hai đứa thích ăn gì nào? Đói chưa? Bo, bo đói chưa? Nào hai đứa ăn gì nào? À, đi luộc khoai lang đi. Khoai lang nó bán đồng cho vẫn chưa luộc. Nào, gì? Đi luộc khoai lang ăn đi. Ui. Gì mà nha, mẹ đi luộc khoai hai đứa ăn nha, luộc khoai nha, luộc khoai nha. Yêu lắm, yêu hai con này lắm chứ, luộc khoai lắm nha, hai đứa ăn nào. Xin chào các bạn nhá, các bạn ơi, hôm nay mình sẽ luộc khoai lang cho hai bé ăn nhá các bạn. Đây, bé Bo thì vẫn ngồi đây, còn bé Mun thì chạy đi rồi. Mình sẽ luộc cho hai bé ăn. Khoai lang đấy là của chị gái mình cho về bảo luộc cho hai bé ăn. Hai bé rất thích ăn khoai lang đúng không ạ? Đợi nhá, đợi tí nữa ăn mắm nhá. Nào, Muôn đâu rồi? Chị Muôn đâu rồi? Đi ra tìm chị Muôn đi. Nào, bọn đi ra đây tìm chị Muôn. Đi ra đây tìm chị Muôn. Chị Muôn đâu? Chị Muôn là người này. Đâu? Muôn đâu ạ? Muôn đâu ạ? Xuống đây. Thôi đi vào đây cho thấy. Ở ngoài này rộng, các con cứ cứ nhảy lung tung nha. Nhà nhanh nhớ phải đi chơi nha. Nó gọn một chỗ nhá. Để đợi mẹ luộc cái khoai lang để ăn nhá. Đây. Hai đứa đây. Đã thấy xong bắt chế cho bố Tâm nhở? Bo với Mun nhở? Mun. Bắt chế. Bắt chế đây. Ngửi con bò ấy, ngửi. À, bắt đây mẹ bình nghe nữa. Bắt màn che. Đấy, nó bắt ngay cho mẹ Bình này. Ôi, mùn ba mắt nó sướng, nó quào quào, đã ngứa. Nó nhảy vào đây đang luộc coi nhé. Ngoan nhỉ, ngồi im thin thít. Ờ được rồi, để mẹ đi mẹ gạn đã nhá, gạn nước đã nhá. Hai đứa này, hai đứa này bỏng con. Đi đi dùng cái này. Mút đâu? Mút đâu rồi? Mút. Mút. Nào, mút đâu rồi? Mút. Mút. Xem được hãy vào khoai hà đây. Nào nó cứng cứng đấy nhỉ. Ngồi xuống đi đã. Bẳng có một bốn bẳng đấy. Mun giỏi cầm khoai ấy lắm. Mun cũng giỏi cầm khoai nóng lắm. Nó cứ đưa bên nọ sang bên kia siêu lắm. Rồi, cái đất của con. Cái này của em.
bẩn đấy bo ơi. Mum của con này gì? Của con đấy, đây của em. Mẹ con người đã rồi. Các bạn ơi, mình nhái như thế này nhé, nhiều bạn nghĩ là mất vệ sinh. Thực ra nhé, mình đã tìm hiểu cái nước dãi của người này này rất là tốt đấy, thực sự rất là tốt luôn, nên là không có gì là mất vệ sinh ở đây đâu các bạn.